Chào mừng các bạn đã đến với duytom.com. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng xem xét sản phẩm Fujifilm XA10, một chiếc máy rất đáng cân nhắc trong tầm giá dưới 10 triệu. Nhưng trước hết, xin chân thành cảm ơn VJ Camera Store số 11 Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội, đại lý ủy quyền chính thức của Fujifilm Việt Nam đã đồng hành cùng Duytom xuyên suốt bài review này. Duytom đã được cầm về một chiếc XA10 mới đến mức không thể mới hơn. Chiếc máy còn nguyên túi sách, trong túi là hộp còn nguyên đai nguyên kiện. Hộp bên ngoài được thiết kế rất sang trọng và lịch lãm. Ở góc có ghi rõ sản phẩm được sản xuất tại Indonesia. Ở phía dưới đáy là danh sách các thứ trong hộp gồm máy cộng lens kit, dây USB, sạc, dây đeo, pin, hút cho lens. Danh sách được in bằng 8 thứ tiếng khác nhau. Để mở hộp, ta sẽ cắt niêm phong. Trong hộp, khay đầu tiên là giấy tờ gồm bảo hành 2 năm từ Fujifilm, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, thông số kỹ thuật lens kit và cuối cùng là hướng dẫn sử dụng dây cộp bằng tiếng Anh. Ở khay thứ hai là nhân vật chính của chúng ta, chiếc máy XA10 và lens kit 16-50mm. Ở khay dưới cùng là các phụ kiện gồm pin, dây đeo, sạc, dây USB. Để mở máy, ta bóc tem và lấy máy ra khỏi vỏ ni lông chống ẩm. Cảm quan bên ngoài, XA10 có thiết kế cổ điển rất lịch lãm, sang trọng và trẻ trung. Lớp da sần màu đen giúp việc cầm nắm dễ dàng, các nút xoay bằng kim loại dùng cực kỳ thích. Các phím bấm được bố trí tiện lợi, màn hình xoay gập khá linh hoạt với chủ đích nhắm hẳn tới giới trẻ. Để bật máy, ta gạt cần on-off phía trên. Đây là chiếc máy hướng tới mọi đối tượng nên nó hỗ trợ đầy đủ các mode từ nghiệp dư tới chuyên nghiệp. Người mới chơi có thể sử dụng mode SR cộng là tự động hoàn toàn, hoặc sử dụng mode ADV với một loạt bộ lọc màu sắc hiệu ứng phong phú của riêng Fujifilm như Toy Camera, Soft Focus, Miniature, Pop Color, Dynamic Tone, Pastel Color, Fisheye, Cross Screen và rất nhiều nữa. Bên cạnh đó, XA10 còn có hàng loạt tùy chỉnh cho các nội dung phổ thông, được đưa vào mode SP gồm có chân dung, phơi sáng, pháo hoa, hoàng hôn, tuyết, bãi biển, tiệc, hoa, chụp chữ. Những nội dung hay chụp nhất được Fuji đưa lên mode riêng trên bánh xe chế độ gồm chân dung nâng cao, phong cảnh, thể thao và chụp thiếu sáng. Những bạn đã có kinh nghiệm hoàn toàn có thể điều khiển chiếc máy một cách tối đa qua chế độ P, S, A và M. Ở chế độ M, bạn xoay bánh kim loại to để chỉnh tốc độ, xoay bánh răng đen nhỏ để chỉnh khẩu độ, ấn nút Q và vào menu để chỉnh ISO. Các nút thao tác của XA10 rất trực quan và dễ điều khiển. Để chọn điểm lấy nét, ta chỉ việc ấn nút AF và chọn số điểm. Để điều chỉnh cân bằng trắng, ta ấn nút WB phía tay phải. Trong cân bằng trắng đã có sẵn WB Shift được thiết kế rất tiện lợi. Ở chế độ chụp liên tiếp, XA10 hỗ trợ tới 6 khung hình một giây, không hề kém cỏi với một chiếc máy nghiệp dư. Đặc sản của Fujifilm chính là phần Film Simulation, chức năng chính điều khiển màu sắc. XA10 hỗ trợ 6 tông màu chính khác nhau. Ngoài ra chúng ta có thể điều khiển được độ đậm nhạt, chi tiết vùng sáng, tối, độ sắc nét riêng. Cái đầu tiên cần phải nói là độ chi tiết của Fuji XA10 là rất đáng kinh ngạc. Chỉ sử dụng lens kit 16-50mm nhưng chất lượng ảnh phóng to rất sắc nét và ấn tượng. Chi tiết ảnh thách bạch đâu ra đấy. Thế mạnh của XA10 là chụp ảnh đường phố, đời thường, kích thước nhỏ gọn, thiết kế lịch lãm khiến người cầm sang trọng hẳn lên. Khi chụp thong dong trên phố sẽ không ai để ý đến chiếc máy nhỏ nhắn này, mà có để ý thì họ cũng thấy người chủ máy có vẻ lịch sự và quý phái. Nó khác với việc vác chiếc DSLR Denshi to thù lù. Chỉ cần giơ lên chụp là đối tượng đã cảnh giác rồi. Fuji XA10 có thể chụp chân dung tốt không kém các đối thủ.
và nước da trong ảnh cũng có chút hồng khá giống Canon chứ không vàng hẳn như Nikon. Có thể Fuji đã ngầm nghiên cứu học tập rút kinh nghiệm rất kỹ nên sản phẩm của họ có những ưu điểm của cả hai bên. Nét gần như Nikon và màu da khá giống Canon. Như đã nói ở trên, XA10 có độ nét và chi tiết rất tốt. Không chỉ vậy, nó còn có màu sắc và đặc biệt là màu xanh dương rất đẹp. Vì vậy, chụp phong cảnh phơi sáng với XA10 là một cảm giác rất thỏa mãn. Lens kit 16-50 đi kèm với máy có hiệu ứng ngôi sao 14 cánh sắc sảo và lung linh. Flash của máy được thiết kế nhỏ gọn, xinh xắn nhưng rất tiện dụng. Đặc biệt là có thể đánh rội trần nhà được. Để sử dụng Wi-Fi, đầu tiên ta cần tải ứng dụng Fujifilm Camera Remote về điện thoại, nhấn nút cài đặt. Sau đó mở app và ấn nút Connect. Phía XA10 ta chọn chức năng Wireless Communication. Sau một lúc điện thoại và máy ảnh kết nối với nhau là ta có thể điều khiển máy ảnh thoải mái. Ví dụ duyệt qua ảnh trong máy chẳng hạn. Nếu muốn chụp bằng điện thoại ta ấn vào chức năng Remote. Lúc này máy ảnh và điện thoại đồng bộ với nhau giúp việc chụp dễ dàng hơn bao giờ hết. Những tính năng nâng cao khác của XA10 gồm chụp toàn cảnh Panorama, chụp trong ảnh Multi Exposure và chụp Timelapse. Đây là những tính năng mà hầu như không có chiếc máy nào dưới 10 triệu có đầy đủ như vậy. Về quay phim, XA10 hỗ trợ quay Full HD ở 30 khung hình trên giây với chất lượng rất tốt. Nếu bạn kinh doanh shop nhỏ lẻ như làm bánh hoặc đồ ăn chẳng hạn, chắc hẳn bạn đã từng phải thuê quay clip chuyên nghiệp với giá rẻ nhất là vài triệu đồng cho một clip. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể làm được video tương tự chỉ cần XA10 và một vài chiếc đèn. Ví dụ muốn quay làm bánh pizza, ở đây ta chỉ cần setup chiếc máy XA10 quay từ trên xuống, đồ ăn bày trên bàn gỗ, hai đèn chiếu sáng hai bên và sau đây là kết quả. Với setup như thế này, các cửa hàng kinh doanh online có thể tiết kiệm hàng chục triệu đồng tiền quay chụp và chiếc XA10 sẽ có giá trị sử dụng rất lâu dài. Tóm lại, Fujifilm XA10 là một chiếc máy hồi tụ nhiều điểm mạnh, chụp chân dung đẹp, sắc nét, chi tiết tốt, xử lý tương phản tốt, tốc độ chụp cao, số điểm lấy nét nhiều, các chức năng tùy chỉnh phong phú. Trong các dòng máy dưới 10 triệu cho người nghiệp dư, đây là một lựa chọn rất đáng để cân nhắc. Duy Tôm xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.